Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này sẽ là tổng hợp một số thông tin quan trọng nhất được diễn ra trong phiên giao dịch hôm nay tại thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần cuối cùng là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất cuối ngày giao dịch hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này là tổng hợp một số thông tin quan trọng nhất được diễn ra trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Trong tuần này, giá vàng quốc tế đã có cú bật tăng mạnh, từ 1.807 USD mỗi ounce lên tới mức 1.865 USD mỗi ounce và đóng cửa ở mức cao 1.858 USD mỗi ounce. Tại thị trường vàng Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng đã tăng khá mạnh theo đà tăng giá vàng quốc tế và trước ngày vía thần tài. Theo đó, giá vàng miếng SJC đã tăng từ khoảng trên 61 triệu đồng mỗi lượng lên tới trên 63 triệu đồng mỗi lượng. Do có ngày vía thần tài trong tuần này nên lượng giao dịch vàng đã tăng đột biến so với trước đó. Trên thị trường quốc tế, sở dĩ giá vàng tăng mạnh trong tuần này do một số nguyên nhân chính. Thứ nhất, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã lên tới mức cao nhất trong nhiều năm qua khi Nga đã triển khai quân đội áp sát biên giới với Ukraine, khiến nhiều người lo ngại Nga sẽ chiếm Ukraine trong bất cứ lúc nào. Ngay cả Tổng thống Mỹ Biden cũng đã kêu gọi người dân Mỹ ở Ukraine phải rút khỏi quốc gia này và cảnh báo xung đột có thể xảy ra bất kỳ khi nào. Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cao cấp của tập đoàn Oanadea, cho biết vàng vốn là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh xảy ra căng thẳng địa chính trị, địa kinh tế. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã và đang hâm nóng giá vàng. Nếu Nga đưa quân chiếm Ukraine, thì giá vàng tuần tới sẽ tăng vượt 1.900 USD mỗi ounce. Thứ hai, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu mỏ trên thế giới, khiến giá dầu thô nhẹ ngọt và giá dầu thô Brent tăng lên tới mức 95 USD mỗi thùng và dự báo có thể vượt 100 USD mỗi thùng. Nếu xung đột giữa hai quốc gia này nổ ra, lạm phát vốn đã tăng mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng, nay được cộng hưởng thêm áp lực tăng giá dầu thô, sẽ càng nóng hơn nữa. Lạm phát tăng cao sẽ khiến USD và các đồng tiền chủ chốt khác mất giá, đẩy giá vàng tuần tới tăng mạnh. Thứ ba, CPI tháng 1 năm 2022 của Mỹ đã tăng vọt lên mức 7,5%, nhưng đến nay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn chỉ tiết lộ sẽ tăng lãi suất khoảng 3 lần trong năm nay. Có nhiều ý kiến nhận định trong cuộc họp tháng 3 tới Fed sẽ tăng khoảng 0,5% lãi suất cơ bản. Nếu trong năm nay, Fed tăng lãi suất 3 lần, mỗi lần 0,5% thì lãi suất cơ bản của Fed cũng sẽ chỉ lên khoảng 1,75%, hiện lãi suất cơ bản ở mức 0,25%. Như vậy, lãi suất cơ bản vẫn thấp hơn nhiều lạm phát, có nghĩa lãi suất thực vẫn ở mức âm sâu. Điều đó cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng tuần tới. Biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed được công bố vào ngày 16 tháng 1 tới có thể sẽ cho thấy rõ hơn về định hướng siết chặt tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, ông Colin, chuyên gia phân tích ngoại hối độc lập, cho rằng với sự phục hồi kinh tế Mỹ vẫn còn mong manh và dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thì Fed sẽ phải thận trọng với chính sách siết chặt tiền tệ, chứ không ồ ạt tăng mạnh lãi suất cơ bản. Giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tăng. Hơn nữa, đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang thoải ra một cách bất thường, hiện chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm khoảng 47 điểm phần trăm, thấp hơn 30 điểm phần trăm so với mức cuối năm 2021. Sở dĩ như vậy do lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn đã và đang tăng nhanh do kỳ vọng Fed tăng mạnh lãi suất, trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng chậm do lo ngại chính sách siết chặt tiền tệ của Fed sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Do đó, Fed cũng sẽ thận trọng trong việc tăng mạnh lãi suất cơ bản. Bởi vậy, trong năm nay, dù Fed tăng lãi suất thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới đà tăng của giá vàng. Trong tuần tới, ngoài biên bản cuộc họp của Fed, sẽ có một vài số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố như doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, doanh số bán nhà mới, trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Các số liệu này dự báo đều tích cực do kinh tế Mỹ vẫn đang trên đà phục hồi, nhưng sẽ không tác động tiêu cực nhiều đến giá vàng tuần tới. Giá vàng trong nước, do thiếu nguồn cung, từ nhiều năm nay ngân hàng nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào nhập khẩu vàng nguyên liệu và chưa có sở giao dịch vàng, nên giá vàng trong nước có thể sẽ tiếp tục cao hơn rất nhiều so với giá vàng quốc tế quy đổi hiện tại ở mức hơn 10 triệu đồng mỗi lượng. Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu khoảng cách chênh lệch này tiếp tục kéo dài, có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng nhập lậu vàng vào Việt Nam, gây chảy máu ngoại tệ,
ảnh hưởng tới việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Người tiêu dùng nên chọn thời điểm giá vàng trong nước điều chỉnh giảm xuống dưới 60 triệu đồng mỗi lượng, nhất là khi khoảng cách chênh lệch giá nói trên được rút ngắn nhiều hơn nữa, để mua vào đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Một chuyên gia khuyến nghị và kiến nghị ngân hàng nhà nước nên sớm có lộ trình thành lập sở giao dịch vàng để liên thông thị trường vàng trong nước và thị trường vàng quốc tế, góp phần giảm thiểu chênh lệch giá vàng, đẩy lùi tình trạng nhập lậu vàng. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất cuối ngày giao dịch hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này cũng có một số hệ thống kinh doanh điều chỉnh tăng quý vị và các bạn nhé. Cụ thể ở đây là với vàng SJC, còn đa số các hệ thống kinh doanh khác thì không có điều chỉnh về giá. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.190.000, bán ra 6.270.000. SJC Hà Nội mua vào 6.190.000, bán ra 6.272.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.180.000, bán ra 6.250.000. PNG Hà Nội mua vào 6.210.000, bán ra 6.275.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.190.000, bán ra 6.270.000. Doji Hà Nội mua vào 6.180.000, bán ra 6.275.000. Phú Quý SJC mua vào 6.215.000, bán ra 6.275.000, tăng 70.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 30.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 7.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 3.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.212.000, bán ra 6.273.000, tăng 3.000 ở chiều mua, 2.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.210.000, bán ra 6.260.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.175.000, bán ra 6.225.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.165.000, bán ra 6.237.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác không có điều chỉnh về giá. Và hiện tại neo ở mức khá cao, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Đà Nẵng mua vào 6.190.000, bán ra 6.272.000. SJC Nha Trang mua vào 6.190.000, bán ra 6.272.000. SJC Cà Mau mua vào 6.190.000, bán ra 6.272.000. SJC Huế mua vào 6.187.000, bán ra 6.273.000. SJC Bình Phước mua vào 6.188.000, bán ra 6.272.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.190.000, bán ra 6.270.000. SJC Miền Tây mua vào 6.190.000, bán ra 6.270.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.190.000, bán ra 6.270.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.192.000, bán ra 6.275.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.190.000, bán ra 6.272.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.188.000, bán ra 6.272.000. SJC Phan Rang mua vào 6.188.000, bán ra 6.272.000. SJC Hạ Long mua vào 6.188.000, bán ra 6.272.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.188.000, bán ra 6.272.000. Ở thời điểm này, giá nhẫn bông số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bông số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.320.000, bán ra 5.400.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.300.000, bán ra 5.380.000. Vàng 24K mua vào 5.216.700.000, bán ra 5.326.700.000. Vàng 18K mua vào 3.850.400.000, bán ra 4.050.400.000. Vàng 14K mua vào 2.951.900.000, bán ra 3.151.900.000. Vàng 10K mua vào 2.058.700.000, bán ra 2.258.700.000. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Vì thế quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.